Trước khi bước vào ngày cuối cùng tại Lipkovcheda, Joaquin Niemann đã tạo ra cách biệt hai gậy so với những đối thủ bám đuổi nhưng màn trình diễn ổn định trong hai vòng đấu đầu tiên. Anh khởi đầu vòng cuối bằng một điểm birdie, sau đó tiếp tục duy trì phong độ rất ấn tượng trong từng cú đánh. Những đối thủ bám đuổi Niemann gắt gao nhất trong ngày cuối là Chuck Schwarzer, Louis Oosthuizen. Tuy nhiên, những nỗ lực đó là không đủ khi hai golfer này đã không thể tạo nên một vòng đấu với phong độ vượt trội. Oosthuizen là người cuối cùng bám đuổi được Niemann cho đến khi anh mắc lỗi bogey ở hố 16. Con đường rộng mở hơn cho Niemann và với tâm lý thoải mái, anh kết thúc hai hố cuối bằng những điểm birdie, qua đó kết thúc ngày cuối cùng với thành tích âm 4 gậy. Chung cuộc, Joaquin Niemann vô địch Lipkovcheda với thành tích tổng âm 17 gậy, cách biệt 4 gậy so với Oosthuizen và Schwarzer. Đây là chức vô địch thứ hai trong mùa giải Live Golf năm nay của Niemann sau danh hiệu tại sự kiện mở màn ở Mayakoba. Cảm giác mỗi khi giành chiến thắng thật tuyệt vời. Hạnh phúc hơn nữa là phong độ và cách chơi mà tôi đang thể hiện vào lúc này. Tôi biết hôm nay là một ngày đầy thách thức vì sân Royal Green rất lộng gió. Cũng có những thời điểm tôi không ghi được điểm số tốt, nên chính vì thế chức vô địch này càng tuyệt vời hơn nữa. Trong ngày cuối cùng tại Lipkovcheda, Bryson DeChambeau là golfer thi đấu ấn tượng nhất. Điểm eagle ở hố 18 đã giúp DeChambeau kết thúc ngày cuối với thành tích âm 8 gậy, hơn bất kỳ golfer nào khác 2 gậy. Nhưng ngày thi đấu thứ hai với thành tích dương 3 gậy đã khiến DeChambeau chỉ xếp thứ 4 chung cuộc. Niềm an ủi cho DeChambeau khi anh cùng đội Crusher GC đã giành chiến thắng ở hạng mục đồng đội với tổng thành tích âm 38 gậy. Tokay GC của Niemann chỉ xếp thứ 4, sau đó là Legend của John Rahm. Golfer người Tây Ban Nha khởi đầu sự kiện Jeddah bằng thành tích âm 8 gậy, nhưng sau đó thi đấu thiếu ổn định trong hai ngày cuối. Ngoài ra ở sự kiện này, màn tái xuất của Anthony Kim cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau 12 năm không thi đấu đỉnh cao, golfer này chỉ đạt thành tích dương 16 gậy qua 3 ngày thi đấu. Hợp đồng của Anthony Kim và Live Golf sẽ giúp anh tiếp tục thi đấu tại sự kiện năm nay mà không thuộc về bất kỳ tập thể nào.